Bọn anh cũng lo lắng là sợ em lại túng mà làm điều. May là em Thôi, em biết rồi, cái đấy em biết rồi, em sẽ sửa đổi, là em sửa đổi. Bọn anh đừng nói, để em tập trung, em cho em nghỉ ngơi một hai hôm đi. Bọn anh nói nhiều cái nghỉ ngơi nhưng mà em mệt, em đau đầu lắm. Em vẫn cố là bỏ qua những cái lời gièm pha đấy, nhưng mà thực sự là mỗi lúc mà em nhắm mắt vào ấy, nó cứ là quanh quẩn ở trong cái tâm trí của em thì làm cho cái đó của em nó không được thoải mái. Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì mọi người ạ, cái vụ việc mà thời gian vừa qua anh em đã trải qua đấy, mọi người cũng xem video thì cũng biết về cái vấn đề của em Bành. Cái vụ việc cũng không ai mong muốn và cũng không ai ngờ được là em Bành lại xử lý như thế, cũng giấu giếm anh em cùng với cả gia đình. Đến cái chuyện nó không thể giấu được nữa. Lúc nó vỡ lở ra thì nó lại bung một cái to quá. Nên là anh em mình vừa rồi thì cũng đã cố gắng và sư phụ và tất cả anh em thì cũng đã động viên và đã hỏi han được tất cả những cái vấn đề về nặng nan của em Bạch. Thì em cũng cái em nó cuốn quá, bị bọn kia ép buộc phải các thứ là em đã dại dột cho nó mang con bun đi bán cắm, mà may anh em mình đã đưa được về rồi đấy. Thì cái Ngọc vừa rồi vậy thì cái lúc mấy tháng trước vậy em về cùng với nó ở nhà mà em không biết được là cái tình hình của nó chơi bời thế nào. Em không, bởi vì căn bản là em với nó, em thì ít đi, em chỉ ở nhà thôi, còn nó thì nó bạn bè đi chơi suốt, nhưng mà em không biết là nó đâm đầu cái đánh lô đánh đề này. Cái này chắc là nó bị rủ rê thôi, chứ còn đâu cái tính của nó từ trước giờ trên đây anh em mình cũng biết mà, không chịu thương chịu khó làm ăn nên nó đâu đến nỗi đâu. Thì nói chung là thì em bất ngờ luôn đấy, bởi vì em không nghĩ là nó như thế đâu. Cũng hỏi nó là bị rủ bạn bè rủ dê nên là nó mới vào cái con đường như vậy. Lúc đầu thì thua ít thì bảo là thôi đánh cố đánh nhất, rồi bây giờ nó nhiều quá, cuối cùng là không thể gỡ được. Mà anh Đại ạ, theo mình từ sáng ngày này, từ sau vụ quá mà đi chụp con bùn với lại chụp cái xe đó về, mà hôm nay thấy nó vẻ cái buồn thiếu còn thiếu trong kia đấy, nó bắt đầu nó không chịu ăn uống gì, cứ nằm kia không ăn uống gì à. Em lúc em vào hỏi nó còn gắt cơ đấy, không hiểu lý do gì. Mẹ anh em giúp đỡ như vậy, mọi thứ như vậy mà bây giờ nợ nan trả hết rồi hay nó vẫn còn nợ nan? Em không biết được, về nhà thì cũng động viên nó rồi, nhưng mà em nghĩ chắc là nó anh Thành ạ, Minh Ngọc ạ, nó chắc nó vẫn còn ngại với anh em mình. Là nó, em đã nhìn mà khi mà nó xem video, nó đọc những comment của mọi người ở trên đấy cũng nói là thằng Bành nó như vậy nên đuổi nó ra khỏi tem, nhưng là nó cũng khóc, nó cũng rất là suy nghĩ và nó cũng rất là hối hận. Nhìn những giọt nước mắt nó, em biết là nó rất là hối hận rồi, nhưng mà sự việc xảy ra như thế nên là bây giờ cái tâm lý nó không thể nào lấy trước được nữa. Nên là bây giờ thì anh em mình vào an ủi và động viên cho nó, đừng mắng chửi nó một cái gì đó, để cho nó giữ vững cái tinh thần để đi làm đi ăn, để nó trả lại vừa rồi. Bởi vì cái khoản tiền vừa rồi đấy là sư phụ của mấy nó đấy, anh em đi là đi vay tiền về, chứ thực chất là chưa có tiền, phải đi vay tiền về, nhưng vay không có lãi, vay ở chỗ người quen để lấy tiền về, vừa lấy tiền chuộc bun và cũng như là giả nợ nó rồi. Thì bây giờ anh em vào khuyên tan em nó, cho nó ăn uống để mai còn đi làm đi săn thì mới có đồng lương, mới có tiền để mà giả nợ, chứ không bây giờ thì làm gì mới có tiền, cứ ăn cứ làm cái kiểu vậy thì làm sao mà ấy đâu. Bởi vì là do cái lỗi lầm nó gây ra. Cái thằng Ngọc thì những cái comment mà anh em ở đấy thì khuyên ăn nó hẳn hoi. Mày ơi, mày ơi, dạy ăn cơm ăn cháo đi thì còn đi làm đi ăn nhé. Mày dạy đi ăn uống đi. Dạy đi em. Ăn cơm trước đi. Ăn trước cái gì? Ăn rồi còn đi làm đi ăn chứ, bây giờ mày cứ nằm ở nhà buồn như thế này thì tiền đâu mà lo việc nọ việc kia. Bây giờ mày cứ xong xuôi rồi, bây giờ em không ăn uống mà cũng không đi làm thì lấy tiền đâu mà trả nợ. Em phải nghĩ đến hai nhà gần nhau thì khuyên răn em nó. Em tốn qua em tâm sự với nó rồi, em có gì em bảo với nó rồi, nhưng mà anh biết là em nói chung là cũng chuyện này thì anh cũng nói với em này. Nó cũng mới đầu nó cũng là to tát đấy, nhưng bây giờ nó là bình thường rồi. Đấy, em phải hiểu vấn đề như thế.
em không nên làm cư xử như này. Sáng giờ uống toàn nước lọc thì chịu hơn. Giờ em toàn uống nước như này thôi, xong bắt đầu không chịu ăn vào. Đấy, đấy anh nói thẳng luôn, chứ không anh không nói làm nhà mày. Đấy, mày chỉ uống nước này xong mày chịu được. Đi đâu? À, nó dạy nó đi ăn cơm đấy, nó dạy cho nó ra ăn cơm ăn cháo này anh em đi làm đây, thấy à? Đi đâu? Chắc nó dạy ăn cơm. Tối này em cũng nói với nó rồi, xuống cơm đi em ơi. Xuống cơm rồi đi làm. Bây giờ nợ nần này giải hết rồi thì còn tập trung vào cái công việc của mình nhé, còn kiếm tiền nhé. Công việc thì nói chung anh em đã giải quyết xong rồi, cái bước đầu giải quyết xong rồi. Còn bây giờ về sức khỏe của em chứ. Em phải nghĩ về cái đồng tiền mà bọn anh bỏ ra để vay mượn để cho em trả nợ. Bây giờ thì bọn anh chỉ không có trách móc em cái gì đâu. Không, xuống ăn cơm đi. Anh chả trách móc em gì cái này cả. Bây giờ chỉ mong là em là bây xuống giờ cơm đi. Mình cùng nhau làm ăn. Thế thôi. Thế thì em biết em đang thường là cái gì. Anh biết thì hôm nọ mày đọc cái tin nhắn comment của mọi người là như thế rồi. Thì em đọc cũng rất là buồn thì em xin phép mọi người là cho em nghỉ 1-2 hôm để em lấy lại cái động lực. Nợ nần thì hết rồi, bây giờ không phải lo vấn đề gì hết. Còn đâu nếu mà hàng tháng thì bọn anh cũng góp một chút nhỏ, gọi là trả cho bớt tần những cái nợ vừa rồi vay đi. Đấy, còn đâu khi nào có thì trả lại anh em sau cũng được. Đấy, còn đâu bây giờ đừng có chơi bời, đừng có nghĩ gọi linh tinh anh tinh. Mà em thật em cũng biết đấy, sư phụ thì nhiều lúc nóng giận nên là nói như thế. Nhưng mà xong đấy là thôi. Thế sư phụ tốt thì mới muốn em như thế thôi. Em ở với mọi người nhớ mấy em kia, em buồn, em không phải em buồn về mấy anh em ở đây. Mà em buồn là nhiều người người ta nói em không ra gì. Và em cũng biết cái lỗi của mình rồi. Thế là kiểu là người ta nói cho mà em đọc vào thì em thấy cảm thấy em buồn lắm. Biết sai mà sửa đó là cái tốt, còn biết sai mà cứ bảo thủ mà không sửa sau này nó lại lún sâu vào những cái vấn đề sai trái, nó mới là cái khó khăn. Bây giờ em phải đứng lên ở những câu nói người ta đấy, chứ em không được để ý những câu nói người ta làm gì hết. Người ta nói thì nói chung là mình phải vượt qua thôi, chứ em không để ý làm gì, để ý vào để trong đầu ấy, xong bắt đầu là mình cứ suy nghĩ là mình sẽ thêm mệt mỏi ra. Chủ yếu là những, phần ấy, làm gì? Những cái người mà đang đứng ở bên cạnh mình đấy, đang đứng ở bên cạnh mình, đang kề vai sát cánh với mình những lúc khó khăn này, đấy là có những ai đấy. Còn đâu bọn anh và tất cả mọi người luôn luôn đồng hành và ủng hộ cùng với em, thì em đừng buồn nữa, xuống ăn uống lại các thứ mọi thứ rồi để còn khỏe mạnh còn đi làm. Đấy, mấy hôm vừa rồi đấy, mày thấy mày đi lên rừng đấy, muỗi đốt này, đấy chân tay này, bao nhiêu nốt này, đấy mày thấy chưa? Đấy, nhiều lúc cái công việc làm ăn của anh em mình đi đường đi rất phải cả bao nhiêu ngày tháng mới được mấy đồng đấy, chia chát cho nhau xăng trước cả xe pháo rồi mọi thứ, cái lồng cái quạt nhiều lúc là nó bẫy biết hại, bị nó trộm cắp bất hại mọi thứ đấy. Anh lại còn đang sợ mày lúc bấy giờ là mày nợ nan như vậy, mày lại túng mày làm điều mày không lấy những cái đồ ở nhà mà mày đi ăn trộm ăn cắp của những cái chỗ linh tai tinh rồi bị người ta bắt người ta đánh đập, bọn anh mới còn lo nữa. Thế thì vừa rồi thì bọn anh cũng lo lắng là sợ em lại túng mà làm điều. May là thôi em biết rồi, cái đấy em biết rồi, em sẽ sửa đổi, là em sửa đổi. Bọn anh đừng nói để em tập trung, em cho em nghỉ ngơi 1-2 hôm đi. Bọn anh nói nhiều cái nghỉ ngơi nhưng mà em mệt, em đau đầu lắm. Nghỉ ngơi nhưng mà em phải ăn uống chứ, em không ăn uống thì làm sao mà có sức mà đi làm. Đây là bọn anh đang khuyên răn em, anh nói để cho em suy nghĩ nó thông thoáng đi. Lời tiếng của những người em vẫn cố là bỏ qua những cái lời rèm pha đấy, nhưng mà thực sự là mỗi lúc mà em nhắm mắt vào ấy, nó cứ là quanh quẩn ở trong cái tâm trí của em thì làm cho cái đó của em nó không được thoải mái, nó rất là mệt mỏi. Còn dù lên nó xin lỗi mọi người nhiều rồi. Không phải khóc lóc gì, bây giờ mày nói chung mày, anh chỉ muốn là mày mong muốn là mày biết sai là biết sửa là được. Thôi, không khóc nữa. Đi, cô đi xuống ăn. Giờ bây giờ đi xuống ăn cơm.
rồi là đi cùng với anh em cho nó khuây khỏa. Bây giờ mày cứ nằm nghỉ, cứ ở nhà là càng nghĩ suy nghĩ nhiều về cái vấn đề đấy, em hiểu không? Suy nghĩ nhiều. Bây giờ chính vì những cái lời người ta nói mà mình bước qua được cái đấy mới là điều đáng trân trọng. Đúng rồi. Chứ còn mày càng như thế thì em không vượt qua được cái lỗi đấy. Bây giờ mày không nên yếu đuối như này. Mày phải bây giờ mày phải nhìn nó thực tế đấy. Thế em là đàn ông, em là đàn bà. Nhìn như vậy ngồi hỏi đàn ông hay đàn bà? Bây giờ em đàn ông hay đàn bà? Nếu mà chỉ có đàn bà với ai khóc như vậy thôi. Tỉnh táo lên, cười lên, ra nào, mày cười ra nào. Mẹ cái thằng Bành hay hát, thằng Bành hay nói chuyện nhiều đâu. Thằng Bành hay lắm mồm đâu, hay ăn hay lắm đâu. Đấy. Thằng Bành mắt to mồm rộng đâu. Đấy, ai cười. Lâu lắm rồi mới nhìn được cái nụ cười của thằng em út mọi người ạ. Rất là vui mừng luôn. Đây mọi người này. Tỉnh táo lên em ạ. Mới tí tuổi và đầu ba thứ tóc. Ôi, nhìn yêu cũ. Ôi, anh cho đi nhuộm lại tóc nhá. Đi. Suy nghĩ mấy ngày hôm vừa rồi thằng em nó suy nghĩ bà. Anh là lên cái đấy bãi cất trâu cho lên nó đen. Tí ra kia làm bãi cất trâu. Thôi nhá, đi lên ăn cơm đi. Đi 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 đến nhà ăn cơm ăn cháo đi rồi thì anh em mình còn đi làm. Còn công còn việc. Anh có phải vui vẻ thì mày có phải vui không đúng không? Suy nghĩ nhiều lắm gì? Sao phải đây, suy nghĩ đây, đi lên vấn đề gì nữa? Ôi dẫm mẹ vai con chó rồi này. Ui giời. Thằng Bành vẫn gặp mấy con chó rồi. À đây, đi lên đây đấy thôi. Rồi cuối cùng thì cũng thì mọi người ạ. Cuối cùng là anh em mình cũng cố gắng động viên nó để cho nó không suy nghĩ lại những cái tiêu cực nữa. Đấy, lâu lắm rồi mấy ngày hôm nay mới nhìn được cái nụ cười của một thằng em. Đấy, nó... lâu rồi anh em mình không cười bởi vì cái sự việc của anh em mình xảy ra nó như thế. Đúng rồi. Thôi thì qua video này thì cũng muốn nhắn nhủ với mọi người là hãy cố gắng động viên, cũng không nên trách móc những người đã quay trở về. Đánh người chạy đi chứ không đánh người quay lại. Và những bạn trẻ nào đấy, nếu mà có dính vào cái vấn đề chơi bời hay cái mọi thứ đấy thì đừng nên chơi bời. Đừng suy nghĩ về những cái, mọi người hãy nhìn và cảnh tỉnh những cái vấn đề như cà Bành đấy, thì nó là thuộc trong những cái vấn đề hệ lụy. Thì mọi người hãy tốt nhất nên tránh xa, đừng nên chơi bời và cờ bạc, là sau này sẽ còn liên lụy đến tất cả gia đình cũng như mọi người của xung quanh của chúng ta. Và mình sẽ trở thành những cái vấn đề tiêu điểm cũng như là những cái tiêu cực của mình. Thì hãy cố gắng sống tốt với mình cũng như bản thân của mình. Mọi người cũng nên chọn bạn chứ lên đừng chọn bè. Anh em mình hãy vì bạn chứ đừng vì bè để mà xảy ra những cái việc như vậy. Rồi, video này là mình xin kết thúc ở đây nhé. Mọi người nhớ like và ủng hộ mình cũng như toàn thể anh em nhé.